Đây đó xa quá. Mình thấy không rõ các bạn. Để coi mình thấy cái gì mà nó đang đen giữa ngôi mộ vậy ta. Thấy đang đen đó nha. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại rừng dừa ở kế nhà mồ của bà chồng nữ đại gia quý anh chị. Thì hôm nay mình có đọc nhiều cái comment á. Có nhiều bạn kêu mình đến đây mua đồ cúng cho họ tâm tất một chút. Thì hôm nay mình quyết định đến đây. Hiện tại mình đang ngồi đây là khoảng cỡ 12 giờ mười mấy phút các bạn. Thì cái tập vừa rồi mình được họ tặng tiền, nhưng mà mình không biết tiền thật hay là tiền giả. Rồi có nhiều quý anh chị và có nhiều bạn comment á, nói tiền đó tiền thật đó em ơi. Và có anh Hoàng ở bên Đồng Tháp gọi cho mình kêu mình nhận đi rồi mua gà mua vịt cúng cho hai vợ chồng đó. Cả nhà thấy không, ở Việt Nam của mình kêu bằng là tự do xả rác luôn. Trong này nó có nước chống nè, có thuốc chống luôn các bạn. Thấy họ dục vậy chứ còn thuốc chống. Rồi nếu mà nó đi xuống dưới ao rồi bắt đầu nó xì ra cá chết hết luôn. Này mà ở bên Anh là họ phạt chết luôn á, hoặc là bên Mỹ. Rồi anh nói và các bạn cũng nói là tiền thật, cứ mình lấy đi để mua đồ cúng kiến cho hai vợ chồng cho nó tôm tất. Nhưng mà mình ngại các bạn, mình ngại lấy tiền của người con âm, sợ mắc nợ chứ gì. Thường mình đi giúp vong là mình bỏ chi phí ra, hoặc là được anh chị trợ duyên hay là cô chú trợ duyên thì mình lấy kinh phí ra thôi. Chứ mình gặp vong mà kiểu như họ giàu quá rồi họ xài tiền nhiều quá rồi họ, nói chung là họ có tiền nhiều quá rồi họ cho mình cũng không dám nhận các bạn. Sợ thiếu nợ chứ gì chứ. Ngán lắm. Và lúc này quý anh chị nhớ cẩn thận về cái việc mà có người lạ kiểu như họ tặng nhang, rồi họ tặng quà, cũng như là gạo rồi mì tôm. Nhưng mà đa số là họ tặng nhang. Họ nói là những ốp nhang này là của chùa, họ tu trong chùa đó. Họ xuống tóc và họ mặc đồ kiểu như Phật tử xanh xanh đó. Rồi họ ghé từ nhà họ tặng cho mình. Mình không nên nhận nha cả nhà. Nếu mà mình nhận của họ là mình sẽ dính bùa của họ. Dính bùa là nói chung đó, mình nhận cái bó nhang vừa xong cái bắt đầu ở trong nhà mình có nhiều tiền, có những thứ mà quý giá như vàng bạc, mình đưa cho họ là mình không có tiền ăn Tết luôn nha cả nhà. Sớm mình đã bị rồi, sớm mình so với chỗ mình đang ngồi cách xa khoảng cỡ hai mấy ba chục cây số, là hồi sáng này á mình đi uống cà phê mình đã thấy rồi. Người cháu của mình nói ở trên chợ Trà Vinh đó, là ngày hôm kia cũng có hai người đi phát gạo phát quà, kiểu như là họ nói đồ này là của chùa, được các nhà hảo tâm ở bên nước ngoài gửi về chùa để làm việc thiện. Nhận rồi bắt đầu đưa tiền cho họ hết luôn đó nha. Mấy người mà buôn bán ở ngoài chợ mà thật sự mấy người đó kiểu như họ nghèo lắm, họ đi mua rau cải rồi họ đi mua cá họ bán lại, nói chung là họ mua qua trung gian không à. Họ ngồi một ngày ở ngoài chợ bán đâu có được nhiêu tiền đâu, lời cao lắm là 300-400 ngàn. Rồi nhận những cái thứ quà này thì họ rất là mừng, một phần quà lên đến 300-400 ngàn thí dụ vậy đó, người nghèo mà. Rồi
vốn liếng có nhiều đưa cho họ hết luôn. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển vào khu nhà mồ ở ngoài giữa đồng để tìm hai vợ chồng của họ để mình cúng kiến cho họ và trò chuyện với họ chơi nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành. Mình có nghe họ nói không biết bao nhiêu ngày nữa là họ xuống dưới Long Phủ để xử tội mà mình không có biết là ngày nào họ đi các bạn. Ở ngoài đồng có ngôi nhà rất là lạ ha. Phía sau có mồ, chắc có thể là mộ của ông bà của họ. Có khi nào hôm nay mình đến đây gặp chú chó không ta? Này đó xa quá, mình thấy không rõ các bạn. Để coi mình thấy cái gì mà nó đang đen giữa ngôi mộ người ta. Xa quá, thấy không rõ, để mình tiến lại gần nha cả nhà. Nắng 12 giờ trưa đứng bóng luôn cả nhà. Ai nằm đó vậy trời? Thấy con đen đó nha. Ôi cha, nắng quá trời nắng luôn. Để mình nè, gươm cam xa xa thử coi ai nằm trong nhà mồ vậy ta? Ở trong nhà mồ này có ai nằm vậy? Có ai không? Không lẽ mấy người họ đi chăn vịt rồi họ vô, họ vào nhà mồ nghỉ ngơi ta? Trời ơi, nắng chói quá trời cả nhà, mình thấy trên cam mà mờ không ảo. Có phải vợ chồng của nữ đại gia hay không ạ? Chắc có thể mình ngồi ở đây rồi nhà mộ bên kia xa quá rồi mình nói chuyện họ không có nghe cả nhà. Xa dữ lắm, xa luôn. Nói xa thì không xa gì mấy, đây lại tới đẳng khoảng cỡ 100 m không tới. Trời ơi, ai đút gom mà dính vô hai ngôi mộ, cháy quá trời vậy ta. Cháy đen thù lù luôn đó nha. Ghê rồi. Ai nằm ở trong nhà mộ vậy? Ồ, nắng đi kia cả nhà ơi.
Phải bà nữ đeo da không? Thấy đeo vàng quá trời nè. Bà cả nhà ơi. Có phải bà không? Vong hay là người vậy trời? Chắc vong quá. Ôi nắng quá trời nắng. Có ai đến đây gì cúng kiến bông hoa đây? Chắc có thể là gia chủ quá cả nhà. Ai nằm đây vậy? Tôi nè. Ô cậu nè. Trời ơi, bữa nay cậu đi đâu quay nữa? Hôm nay đi qua đây thăm hai vợ chồng bà. Đi đâu? Nhưng mà giờ còn đây thì chúng tôi qua đây để muốn hỏi hai vợ chồng của bà có cần cái sự trợ giúp gì không? Không, vợ chồng tôi đi đồng thai đâu có cần gì nữa đâu. À quên nha. Cậu thấy con bếp của tôi không? Con bếp là con gì? Con web á hả? Là con chó hả? Người ta kêu là bếp bếp. Con bếp thì cũng thấy nó không? Không. Chồng của cô nói là con chó đó nó ấy phải không? Nó ăn gà vịt của người ta dữ lắm phải không? Đúng rồi. Rồi hôm nay nó đâu rồi? Trời ơi, tôi làm gì có trình độ mà đi kiếm con thú cưng bép bép của bà được. Tôi đi kiếm nó từ sáng giờ á. Vậy hả? Rồi hôm nay chồng của bà đâu? Chồng của tôi mới giao trả 1 tỷ mấy lên đi mua xe à. Tỷ mấy đi mua xe à, hả? Chiếc nhẫn này còn thấy đẹp không? Nào. Bà đưa chồng bà 1 tỷ mấy mua xe để làm gì? Tôi đưa mua xe bán lại. Trời ơi. Đã chết rồi mà còn ảo tưởng đi mua xe bán lại nữa. Ngày xưa bà làm kiểu như mua xe cũ, mua đi bán lại, rồi mua thuốc lậu này kia, rồi bây giờ đã mất rồi mà còn nhớ nữa hả? Trời ơi, không nhớ sao được. Nghề nghiệp của tôi mà. Rồi bà nói vậy rồi chồng bà đi mua xe có ai bán không? Chồng tôi đi rồi. Nhưng mà có ai bán xe không á? Có chứ. Có luôn hả? Có kìa. Kìa. Chó cưng của bà đi rồi đó kìa. Kìa. Bà kêu vô đi. Nó thấy không? Mắt tôi từ xa là nhìn thấy nó đó. Nó đó. Phải nó không? Nó đang chạy bên clip vừa bà đó. Kêu vô. Chó này mình nghe nói nó ăn gà thối thần luôn á. Mà không biết phải chó của bà hay không nha.
Máy không? Ủa, nó không tiêu rồi. Kìa, đang đi coi nha. Xa dữ lắm, xa luôn. Nhưng mà máy mình quay vẫn thấy hết. Qua đây nè con. Bà chủ của mày kiếm mày nè. Bà không kêu nó, đó. Nhìn thấy bà đó. Ở đâu? Kìa nó kìa. Qua đây nè, đó bà nói bếp bếp luôn của bà đó. Nó đó. Phải cho nó không? Sao bà không kêu qua đây? Nè, đang đi qua nè, thấy không? Khôn thiệt thôi. Nó. Sao đứng đó luôn rồi? Vậy hả? Rồi con bếp của bà nó đi mất tiêu rồi bà ơi. Rồi ổng đi mua xe về chưa? Bà kêu ổng về đi. Chưa. Hồi nãy thấy bà mặc đồ cũ lắm mà. Bà mới thay đồ không? Nãy bà mặc đồ hay cũ á. Bà có nhiều đồ không? Đồ tôi nhiều lắm. Nhiều là được nhiêu bộ? Có ngàn bộ. Dữ hả? Rồi ông đi mua xe về chưa? Kêu ông về đi rồi trò chuyện một xíu rồi tôi cúng cơm rồi nè. Cúng mời ông bà ăn sâu chứ. Chưa có về đâu. Anh đi mua xe tới tối rồi. Nhạc quá trời nhạc. Tết tối rồi nhà ơi. Quay rất là cực khổ luôn. Vậy mà không tặng tiền tôi không lấy. Hôm nay tiền đó làm gì rồi? Đi mua đồ cho bếp bếp của bạn đi. Con bếp bếp á. Đưa tiền cho chồng tôi đi mua xe rồi. Còn sắt đây nè, chú lấy không? Tiền thật hay tiền giả? Thiệt, tôi là nó gọi, tôi là không xài đồ giả. Đồ giả lắm, cũng hạn với tôi. Vậy hả? Mua xe về để làm gì? Đi xe bán lại. Bán có ai mua không? Có chứ. Ai mua? Thì mấy dòng mua. Chết mà. Mua xe về bán cho dòng nữa hả? Chiếc này mua xe đời mới hay là xe xe mới hay là xe cũ? Xe mới đàng hoàng. Ông đi không gà mấy ngày rồi? Mới đi gọt à. Nửa đêm mới về được. Nửa đêm mới về. Mua ở đâu là? Anh biết chỗ mua, anh đi lấy, tôi cũng gành nữa. Ngày xưa mua ở đâu bây giờ không qua nói chứ gì? Chắc vậy quá. Ngày xưa bà mua ở đâu? Tôi mua ở Thái Lan á. Thì giờ ông đi qua Thái Lan mua xe chứ gì? Không biết đi có được không nữa, đi ké máy bay được không ta? Được. Vong đi máy bay được. Vong nói chung là không cần máy bay. Vong là người ta đi bằng chim bay. Ta có thể là nhập vào con chim ta bay cái sẹt tới à. Còn yêu
chó đó anh cho anh nhập được. Sao không được? Còn chó đó không gà sao? Bà không nghe chồng bà nói nó ăn gà quá bị người ta gượt rồi sao? Lúc này nó có ăn gà người ta nữa không? Gà nào ra lít dừa nó ăn á. Ở đây có gà ra ruộng nữa hả? Mấy gà nó ăn tóc thì ruộng nè. Gà chồng của bà nói người ta đập nó gãy hai cái chân trước mà sau này nó liền luôn hả? Ừ. Sao heo vậy? Tôi không biết thôi nhưng mà chó nó dữ lắm á. Vàng nói vàng thật hay vàng giả mà bà đeo một nùi vô trong ngón tay nhìn thấy nổ cục quá vậy? Nhưng thiệt, trời tôi nói rồi, tôi không xài đồ giả. Cái này làm nhẵn ta đeo quá. Ừ. Tôi có tiền nữa, tôi còn tiền nhóc không? Đâu? Tiền đây nè. Đưa tôi coi coi. Cậu lấy gì đi cho. Coi thôi à, chứ lấy làm gì? Đâu đưa coi coi, nghe nói ăn cọc gì đâu. Sắp không à. Tiền tôi là bằng cây không à. Là cái cây vậy đó. Ghê hả? Thật không? Thế. Rồi. Cây luôn nè cả nhà. Này nhiêu tờ với 100 vậy? 22 tờ hả? Tiền thật cả nhà ơi. Quá trời tiền như ta. Bên đây cũng vậy luôn. Trong gương còn không? Gương á? Ừ. Tôi không có gương, tôi đó không nằm á. Ờ. Người thân của bà để chỗ đồ nằm cho bà hả? Không, để lót cái người tôi á. Lót người sao mà thấy sạch quá vậy? Người bà lúc mà cái ngày mất tới giờ nó không có phân hủy cái chất dịch ra sao mà tiền cầm thấy nó không có hôi chứ vậy? Người thân của bà để đâu mới được, nó mới không xì chất dịch. Để dưới á. Ở dưới là phải xì. Có thể là để đâu trên người của bà. Không có đâu, để dưới á, tại tôi kỹ. Thân xác của bà hiện giờ là bị xì cho rồi, hôi lắm, mấy năm rồi? Mất mấy năm? 4 năm. Bây giờ nó khô giống như con mắm rồi còn gì nữa. Bà tôi còn bình thường rồi. Tại bà không biết á. Có khi nào bà sức hồn ra bà nhìn thân xác của bà không? Không. Sao vậy? Tôi bình thường mà, có bị gì đâu. Không có bình thường được, người mất 4 năm mà sao bình thường? Tại bà không biết cái thân xác của bà hiện giờ nó như thế nào chứ thân xác thường thường người ta mất là 4 năm là giống y chang như khô cá lóc vậy. Bà biết con khô cá lóc ngày xưa không? Bà có ăn khô cá lóc không? Ngoài chợ bán đầy không á? Ê bán mắm cá lóc á biết không? Có nữa hả? Ừ, y chang như con mắm cá lóc vậy đó. Ô không phải đâu cậu ơi. Thân xác của bà giờ giống vậy á. Còn lúc đó là bà bị tai nạn kiểu như bị lọt đèo thì cái đầu của bà bị sập, bị bể xẹp mẻ chân rồi còn gì nữa. Đúng không? Bể ốc văng hết trơn rồi bây giờ, cái đầu bây giờ chưa chắc còn xương đủ nữa. Bởi vì lúc đó là bà gây tai nạn rồi hai vợ chồng đập vô trong kiểu như chiếc xe đó rồi nó gãy xương trên chậu, xương ốc hết rồi, văng ốc rồi luôn á. Ừ. Đâu bữa nào bà coi lại thân xác của bà coi như thế nào là bà sẽ biết. Thân xác của tôi trong ẩu quá, vô cô coi đi. Của bà coi chứ ai vô coi được, bà phải coi. Rồi vợ chồng của bà ở trong cái mộ như thế này rồi được người nhà gửi cho bao nhiêu bộ đồ? Mà nãy tôi đến thấy bà mặc đồ cũ xèm mà. Xe qua xe lại bà mặc đồ mới lại. Tôi nói cả ngàn bộ vậy á. Không có, ngàn bộ rồi đâu có bỏ vô hàng được. Có đâu, tôi bà... chết xong rồi nhà tôi rớt quá.
Rồi cũng có đồ ở trong cái hàng chứ không phải không có vài bộ vậy ha. Nào tôi bận xin kia tôi lấy. Đâu bà hồi cho bà cho chồng bà hay mua giùm tôi chiếc xe ngon ngon chạy đi. Cái Chú tiền vậy đem xe về người ta mới coi, người ta mới có nhiều tiền làm chi làm tài, chú mới giao xe chạy chú. thử rồi coi giá rồi mới trả tiền chứ. Không cho chạy thử. Giá cả trước rồi mới chạy thử. Không cho Đó. chạy thử. Máy im người ta mới trả tiền. Thôi Xe làm chạy đẹp. thử vậy luôn sao? Coi xe có bị đâm đụng hay là xe ngập nước không hay là xe có tai nạn gì không? Xe Chứ qua khăng đi khăng bà đem chiếc xe về rồi tôi mua không khác nào đem về rước họa vào thân nữa. xe ta xe vip Nãy bà nói bà đưa chồng cho chồng bà 1 tỷ mấy hả? Tỷ mấy đã mua về được bao nhiêu chiếc xe? tài ơi, mua gì chắc được có chiếc chiếc cho ta lập chắc mười mấy chiếc á. Mười mấy chiếc xe 85 triệu, kiểu như ngày xưa mình còn sống vậy ha. Rồi mình đem về lúc đó là mình bán ra 1 chiếc 100 mấy, Mấy 200 trăm mấy 200, lời dữ vậy hả? Bao giấy tờ sang tên cho người ta luôn. Rồi chú đặt chồng thí có dụ đi làm tôi ở xa quá rồi bà có cho lính đem xe về không? có tính thêm tiền phụ thu đường xa, tiền xa ăn cộ 5 triệu. Còn 2 cái mộ bên đây là 2 cái mộ của ai? Hai người mẫu của ông bà lớn tuổi rồi Ông bà sao? Có dòng họ gì không? cũng nhập họ đó. Bà con ha. Năm nay trăm mấy rồi đó. Ông mộ hai chồng bà bên đây hả? Bà nói mất 4 năm mà thấy sao còn mới vậy? Thầy mẫu mới làm lại á, Mới làm lại hả? mới mùa thanh minh đặt rồi á. Như mẫu ông bà hôm nay nè. Mà người nhà của bà giờ có ghé đi tảo mộ không? Nhà của bà nghe nói tính quật mộ lên lấy vàng lấy bạc gì mà quét gì? Người nhà nghe nói gì bể nợ bể nần phá sản rồi mà chồng bà nói đó, bà không nhớ hả? Phá mộ để lấy vàng. Tào lao không có đâu. Rồi chồng bà đợt này lấy 2 mấy chiếc xe về rồi bán cho ai? 10 mấy chiếc chứ. Có ai đặt chưa? Có dòng linh đó. Có đặt không mà mình mới đi lấy mới được. À, thấy bông nhiều quá hả? Bông nhiều mà tiền đâu người ta mua? Cho trả góp. Trời ơi, hồi xưa có bán xe trả góp luôn. Rồi người thân của bà hôm ngày lại đây cúng kiến rồi chắc cũng tôm tất rồi ha. Ăn uống gì không? Tao cúng cho không, người ta về. Trời ơi. Ông về ông có ghen gì không? Hên xui. Hôm nay tôi không có mua cái gì nhiều chân á. Đây là hộp 2 hộp xôi, một hộp xôi mặn, một hộp xôi ngọt. Bà muốn ăn hộp xôi nào? Ăn mặn hả? Để chồng bà không có đây sao cúng? Ổng đâu ăn được. Vậy hả? Đói hả? Rồi. Không, có một vòng thì cũng một vòng chứ không có để đây được. Bạn ăn mặn. Còn gói xôi kia thì họ có thể tôi đói tôi ăn. Chứ ổng có đây để đây ai ăn? Thì tôi thử luôn. Không không.
bà ăn dữ rồi, bà tham dữ rồi. Trời ơi, mình ăn mình phải chừa để cho người khác chứ. Nhạc đâu dữ thần như trời. Chết rồi cả nhà. Chú lại đây tốn tiền không? Không. Tốn tiền bạc gì? Sao chú đi xa chú ở đây mà tôi cho tiền chú, bao giờ chú nhận kỳ vậy? Tiền đó không dám nhận đâu. Tiền của ông mà ai nhận. Người ta làm việc thiện, người ta đi giúp vong linh, người ta bỏ tiền túi ra, người ta mới làm thiện được. Còn nhận tiền của vong vậy sao mà làm được việc thiện, hiểu không? Có gì đâu. Ngày xưa hai vợ chồng của bà có làm được việc thiện không? Không, hai chồng tôi không có miếng việc thiện nữa. Lâu lâu thì chối bà nghèo khổ về đường, chăm với chăm chơi vậy. Sao mà bà làm được việc thiện mà cái số của bà bị đen quá vậy? Mất sớm quá, hai chồng á. Bà làm việc ác nhiều á. Ừ, việc ác cũng như là mình lừa đảo rồi hả? Ờ. Vợ chồng bà nghe nói làm thợ bạc mà pha vàng giả rồi vô nữa. Trời ơi. Không làm đi sao giàu? Giàu cái bằng giàu hàng á. Chứ giàu gì? Hả? Tôi phải làm vậy tôi mới giàu được á. Bà đâu ta? Trời ơi, nhiệt dữ vậy bà con ơi. Nín cho con chút xíu đi bà con. YouTube nó khó dữ lắm cả nhà ơi, dính nhạc rồi dính bản quyền. Nghe gió luôn. Rồi tôi mời ông bà cô bác uống nước hưởng nhang rồi. Tôi mời Hương Linh, bà đại gia ra hưởng nhang đèn và xôi gà ha. Còn gấu này hồi mình xử luôn khỏi ăn cơm đây nha. Tính mua cho hai vợ chồng mà giờ không có cộng đây. Chim các bạn. Rồi bà ra bà ẩn đi. Bà đây hưởng với bà đại gia. Giờ tôi khổ quá ngồi cho xin 50 triệu về mua chiếc xe đạp điện để dành đi quay tâm linh coi.
tôi lấy vàng được không? Thôi vàng không lấy, lấy tiền à. Vàng đâu biết vàng thật vàng giả. Tiền mặt giờ không đủ. Tiền mặt chồng tôi cầm đi hết rồi. Tiền mặt còn nhiêu? Tiền mặt còn có hai mấy triệu à. Hai mấy triệu đủ mua đạp điện không ta? Trời ơi, xe đạp điện 7-8 triệu à. Chú không có xe đi làm hả? Không, đi bộ không à. Khổ dữ lắm. Trời ơi, sao chú khổ vậy mà chú cho tiền chúng lấy? Tự tôi vươn lên chứ không lẽ giờ cần cái sự giúp đỡ của vong linh sao? Đã là người phải chờ ai đó cho sao? Ai cũng có một cái kiếp nạn, ai cũng có một cái khó khăn. Rồi mình phải tự mình vượt qua chứ. Không lẽ mình trông chờ mọi người hay là người thân của mình giúp mình? Ban đầu cũng giúp chút đỉnh đỉnh vậy thôi chứ. Đến ngay khi chú. Mình lớn mình trưởng thành mình phải đi cài chứ, mình có vợ có con mình phải tự nuôi bản thân mình chứ, không lẽ đi xin hay là người ta cho mình cũng nên lấy nữa, mình lấy là mình sẽ mang nợ người ta, hiểu không? Vậy chú có lấy không để tôi kêu chồng tôi về? Đem nguyên chiếc xe về thì có lấy cũng có thôi. Rồi mấy đứa cho cậu xe hơi đi làm cho khỏe cậu ơi. Xe hơi hả? Ừ. Rồi. Lấy bà nó chiếc xe về làm cho nhanh. Có xe nào 4 chỗ mà gầm cao không? Có. Vậy? Cái chiếc Toyota á. Toyota gầm cao gì má? Trời ơi. Toyota 7 chỗ mới gầm cao, còn 4 chỗ làm sao có gầm cao? Cậu vô xưởng cậu kêu nó chỉnh trời. Thôi, lên nhiếp rồi lại hả? Ừ. Thôi, đâu có chạy ngoài đồng được. Trời, cậu muốn chạy ngoài đồng, cậu mua máy cày đi. Máy cày giờ nhiêu tiền? Máy cày giờ ghé ghê cái gì? Mấy chục à. Bây giờ này máy cày chạy ngoài đồng không có hợp lệ, không có đúng. Có xe bán tải không? Bán tải giờ là bán tải là gầm nó cao. Ôi xe bán tải tôi không có. Ủa vậy là bán xe 7 chỗ không hả? Tôi bán xe du lịch mà. Du lịch mấy chỗ? Du lịch 4 chỗ, 7 chỗ. Ôi bà nó dốc. 4 chỗ mà gầm cao. Có. Trời ơi, thì cậu muốn tôi chỉnh với cậu có gì đâu. Mẹ cậu không biết gì á. Giờ có xe 5 chỗ đời mới nó cao hơn xe 4 chỗ một tí. Vậy là bà nói 4 chỗ cũng nâng lên cao được hả? Cao bằng 5 chỗ bây giờ hả? Dạ. Nhạc quá trời, bà kêu họ tắt nhạc cho tôi được không? Hên sao mình kia hãy thắt nhạc. Thôi nó bắt nhỏ rồi đó. Thôi không nó tắt luôn rồi đó. Vậy họ thăm xíu rồi đó, giờ có đi chùa chuyện chưa? Thôi tôi không có đi mới ra được. Bởi vậy chết sớm phải. Mình phải đi chùa. Ủa gì bà chết sớm thật mà. Bà với chồng mà. Mình còn sống mình không có tích được miếng đất nào hết trơn vậy. Đó giờ không đi chùa lần nào hả? Đi chùa làm gì? Trời ơi tôi công việc tam đa đê đê rồi đâu có thời gian đâu đi. Nếu mà nói về mấy cái người nhà giàu ở trên trần gian tối ngày họ lo làm, họ không có đi chùa chiền gì hết hả? Rồi chùa chiền có kinh phí đâu mà để xây chùa rồi để nuôi Phật tử trong đó. Bởi vậy hồi đó mà nếu mà có đi chùa được vài lần thôi là bây giờ đâu có chết sớm. Bà coi đừng có nói thừa.
do không có tích đức được. Anh xui cái gì? Mình không có tích được miếng đức nào hết trơn rồi đâu, chết sớm rồi hả? Đã cái vụ á, ở trên thế gian này có nhiều người làm việc kiếm tiền một cách rất là khoa học. Có nhiều người họ lắp những cái lực, họ mua bán những cái chất cấm đủ thứ hết, họ rất là làm giàu. Nhưng mà đôi khi một tháng họ phải bỏ một ít đi cho những người nghèo và làm việc thiện ở trong chùa. Để chi? Người ta tích lũy một cái ít tiền đó, người ta đóng góp để người ta đến một cái ngày mà người ta già, người ta lớn tuổi, người ta mất là người ta được cái phước đó. Cũng như là người ta làm những công việc ở trên trần gian, người ta có tội, nhưng mà bù lại á là người ta làm được việc thiện, thì bắt đầu diêm vương mới xử ông này hay là bà này ngày xưa ở trên trần gian mua bán xe gạt gẫm, nhưng mà cuối cùng mất á, thì cũng được cái tội là ở trên trần gian là làm những cái việc thiện, giúp cho bao nhiêu ngôi chùa, giúp cho bao nhiêu người nghèo đó. Rồi bắt đầu mấy ông mới khấu trừ ra cái nào thiệt, cái nào thiện, cái nào ác đó, thì mình sẽ giảm tội lại. Bởi vì mất 4 năm mà chưa đi siêu thoát, phải là diêm vương không xử luôn. Không đi chùa chưa? Sao không đi? Không đi chùa sao chúng tôi biết Phật Pháp? Nhà chúng tôi ở gần chùa mà hỏi có đi chùa chưa? Tôi đâu biết đâu. Có nhà cậu đâu? Ở đâu không cần biết, nhà tôi ở gần chùa. Miễu cũng có mà chùa cũng có nữa. Trên thế gian này mà nếu mà nhà giàu đại gia giống như bà vậy đâu có giúp đỡ cho ai được. Thôi tới đây bà kêu chồng bà về đây đi. Tôi phiên chồng bà với bà đi qua chùa nghe kinh Phật đi để sám hối. Không biết gì về lực nhân quả hết trơn á. Hai chồng bà không biết lực nhân quả. Đây nè, tôi nói cho bà nghe về cái lực nhân quả, về cái việc mà bà hai chồng chạy bị lọt đèo á, là lý do hai chồng bà trước kia là mua xe cũ rồi về bán lại mà giá cao, rồi xe nó bị ban này kia bất thường, người ta mua về người ta chạy có thể là bị đâm đụng gì đó rồi người ta mất, rồi những cái quan hồn đó mới ám bà, hai chồng bà mất sớm. Đó, cái đó là kêu bằng lực nhân quả, quả báo biết không. Rồi hai chồng bà ở đây có khi nào gặp mấy cái quan hồn mua xe cũ về chạy bị gây tai nạn chết đó, có tìm bà không? Không lẽ không có ai bị tai nạn chết ta? Trời ơi, quan hồn á của hai hương linh là nói chung á rất là non nớt về cái việc nhân quả, về tâm linh. Vong ở bên Mỹ mà họ nghe ở Việt Nam á, người nhà của họ nói những gì luôn đó. Tôi không biết gì, còn này không biết gì chứ. Đây nè, cô gái áo đỏ đợt trước tôi giúp ở trong rừng lá, bả đi qua bên Mỹ, bả xin tiền người ta, bả nó để chục hồn á, tính lấy cốt về mà lấy không được, nó thân xác người ta bỏ ở dưới sông, chục hồn ta về chùa. Người ta ở Việt Nam, vong người ta đi qua bên Mỹ, bả người ta xin tiền những người mà làm việc thiện, bả nó ngủ người ta thấy luôn á. Trời ơi con, đó là những người họ còn sống, họ có quy y, quy y tam bảo, hiểu không? Quy y là vậy, tôi đi vào chùa tôi xin vị thầy hay là ni cô sư cô tôi mới nói thầy ơi, thầy quy y cho con đi, cho con một cái pháp danh đó.
Để chi? Là tôi có vào đạo, sau này tôi chết thì tất nhiên là tôi phải về ngay cái ngôi chùa tôi đã quy y. Là vong, nói chung là tôi không có làm vong. Còn hai vợ chồng của Hương Linh là lúc mình còn sống mình không có quy y. Đó. Thành ra lúc mình chết đó là mình sẽ làm vong linh. Ừ, nó hiểu không? Trời ơi, tại vì mình không có đi chùa lần nào, mình đi chùa để chi? À, mình nghe vị thầy hay là vị sư cô nói chuyện về lực nhân quả. Đó, giờ rồi bắt đầu những cái câu thơ của kinh Phật đã truyền lại, là nói chung là sổ sách đó, một tủ rồi nè, mà không biết bao nhiêu trang trọng á, là Phật ngày xưa người ta truyền lại, người ta đã viết lại hết để cho con người học để noi gương. Trời ơi, ai đâu mà viết được một tủ chứ. Trời ơi. Rồi bắt đầu con người á mới hiền lại. Nó không có muốn kiểu như làm việc ác, cũng kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền một cách chính đáng chứ không phải là lường gạt hay là gian dối. Con người mình phải kiếm tiền để sống chứ, ai cũng phải có tiền mới sống được. Ngày xưa thì khác, còn thời nay thì sáng mở mắt ra là ăn uống rồi con kiến đi học hay là vợ đi chợ. Còn ngày xưa chúng tôi á sống ở trong ruộng đồng không cần tiền. Nói không cần tiền là không đúng. Có chút ít thôi là sống được rồi, có gạo là sống được rồi. Chúng tôi đi bắt cá, bắt mắm, hái gạo chúng tôi sống. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay mới phát triển cách nay khoảng cỡ 15 năm là tôi thấy kinh tế ở Việt Nam, nói chung trên thế giới á, ai cũng lo kiếm cái đồng tiền quá mức. Nó thành ra quên về cái việc như hai chồng Hương Linh lo kiếm tiền, thấy không? Rồi đôi khi mình quên kiểu như đi chùa mà mình suy nghĩ ở chùa đó là có cái gì đâu, vô đó ăn chay không mà mình ăn mặn quen chứ gì. Mình ở nhà ăn mặn quen, mình vô chùa mình ăn chay không quen chứ gì. Đó. Rồi con người ăn càng ăn chay nhiều á là cái tâm nó vậy nè, nó thông minh, hiểu không? Nó thông minh rồi nó sáng suốt, rồi nó không có sân si, rồi nó không có hung dữ, nó không có giết động vật, thấy động vật là phải bảo vệ. Nó rồi máu huyết nó điều hòa lại. Còn những con người mà nói chung là ăn mặn mà quá mức á là bắt đầu máu kiểu như nó dễ nóng lắm. Ai mà chọc cái nóng liền à. Như chúng tôi á, ai mà chọc chúng tôi có nóng. Chúng tôi nóng chúng tôi cũng dằn lại. Chúng tôi không cần nói chuyện, chúng tôi đi chỗ khác. Đó. Tiếng này chồng bà về, bà phiên chồng bà nói với chồng bà thôi đi vô chùa nghe kinh Phật tu tâm đi. Rồi chờ kiểu như được đi chuyển kiếp. Được không? Ờ, vô ông đó thì được nhà sư hay là sư cô đặt cho mình cái tên, cái pháp danh đừng mình mau được chuyển kiếp để làm con người. Đâu phải chuyển kiếp là làm người đâu. Nhiều khi hai ba loài thú luôn nữa rồi bắt đầu qua kiếp đó mới kiếp mới làm người được. Đặt cái vụ đầu tiên là thành chim rồi từ từ thành mèo vậy đó. Nếu mà ác nữa là thành chó. Mỗi kiếp sống được 3 năm thí dụ vậy. Qua 4 kiếp. Chứ ở đây hoài cũng tốt. Rồi bà đem cái hộp cơm đó cho con gì đó. Nãy bà nói con chó tên gì qua này? Biết hả? Ừ, cắt cho nó ăn đi. Bà để chỗ đầu mộ á, gần hồi tôi về nó tự lại nó ăn à. Ừ. Cảm ơn chú nha. Ok. Cảm ơn chú. Ôi, giàu quá. Bây giờ nếu mà tiền với vàng trong người bà giờ tổng số lượng là bao nhiêu? Có mấy trăm triệu rồi. Ôi, quá trời giàu.
Cái gì? Máy kia chồng đem đây rồi. À, quá giàu. Bây giờ là già phải. Mình phiên họ từ từ cả nhà, để cho họ thấm thía vào cái não của họ rồi từ từ họ sẽ buông bỏ hết à. Họ đã mất rồi nhưng mà họ còn ảo tưởng. Họ nhớ kiểu như ngày xưa họ mua bán xe, họ làm những công việc gì đó. Bây giờ là họ phải làm giống như ngày xưa vậy cả nhà. Mà nói thật, nhiều khi mình nằm chiêm bao mình cũng nhớ về công việc làm của mình. Đặt cái vụ mình đang ngủ á, đặt cái vụ mình làm thợ sửa xe, cái ban đêm mình ngủ mình thấy rồi sửa xe cho khách hàng vậy đó. Là vong linh cũng y chang vậy đó. Hôm nay mình đến đây tìm hai vợ chồng của họ nhưng mà gặp được người vợ thôi, không có gặp được chồng. Nếu mà có dịp nào mình ghé đây gặp được người chồng mình sẽ phiên họ cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình đi về nha, cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.